máy cắt 70 các bạn đang bị sụp lưng mương giữa các bạn. Bị lúng lưng mương giữa. Cái anh bây giờ đưa xuống lúa xuống rồi các bạn. Vì hỏi chắc có lẽ là kéo. Rồi con máy cắt này sẽ chuẩn bị qua để kéo con máy cắt bị sụp lưng các bạn. Kéo về. Cắt lúa, cắt lúa qua. Ra các bạn. Nó nhẹ mà nó chắc mượn nó không nổi. Phải nhờ trợ giúp mới lên nổi. Bường vậy mà không lò nổi hả? Ba ơi, chị Kiều ơi. Chưa biết con luôn rồi. Chúng nguyên con cái đường mương luôn rồi. Rồi cái đầu kéo nhẹ lên nè. Đâu vừa cái lên ở đây khu vực chợ đất bằng các bạn, gần chợ đất bằng. 3:02 các bạn ơi, 3:02 chứ chưa tới chợ đất bằng.
rồi. À, kéo ghe lại để cho cái xích bên kia nó bị kẹt các bạn. Ôi, lôi sóng luôn kìa. Ôi, không ra rồi.